Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 1 cánh diều với ô ly. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài 17, phép cộng trong phạm vi 6 tiếp theo. Bài số 1, 2 ta cộng 1 là bằng 3, 3 ta cộng 1 là bằng 4, 4 ta cộng 1 là bằng 5, 5 ta cộng 1 là bằng 6, 2 ta cộng 2 là bằng 4, 3 ta cộng 2 là bằng 5, 4 cộng 2 là bằng 6, 2 cộng 3 là bằng 5, 3 cộng 3 là bằng 6, 2 ta cộng 4 là bằng 6. Nó qua bài số 2. Viết cái phép cộng thích hợp theo mẫu. Vậy là trong cái hồ cá này không con cá. Trong hồ cá dưới này thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. 5. Như vậy không con trong này chúng ta cộng với lại là 5 con dưới này. Như vậy là tổng cộng là 5. 5 con. Chúng ta đảo ngược lại con số 5 lên trước và con số 0 phía sau. Đây gọi là có cái tính chất giao hoán. Chúng ta đảo vị trí của nó thì cái tổng nó không thay đổi. Được. Vẫn là bằng 5, 5 con. Và ngay chỗ này thì trên cái cành cây này có con chim nào không? Không có con nào hết. Ta cộng với lại là có 4 con chim đang bay, bay tới. Vậy cộng 4. Vậy là bằng 4. Rồi chúng ta đảo lại. Chúng ta lấy 4 con chim đang bay tới. Được. Ta cộng với 0 con trên cành. Là bằng 4. Nó qua bài. Chúng ta có 2 con vịt trên bờ. Được. 2 con vịt trên bờ. Ta cộng với lại là 4 con dưới nước. Nè, 4 con dưới nước. Giờ tổng cộng là được 6 con. Rồi chúng ta lấy 4 con dưới nước, ta cộng với lại 2 con trên bờ. Giờ là bằng 6 con. Chúng ta qua bài số 3. Viết thay mẫu. Chúng ta xem cái bài mẫu của người ta này. 3 ta cộng với 0 là bằng 3. Được chưa? 0 ta cộng với 2 là bằng 2. 2 ta cộng với 3 là bằng 5. Được chưa? Cái này là ta lấy 1 này, ta cộng với 2 là bằng con số 3 chỗ này. 2 ta cộng 1 là bằng con số 3. 3 ta cộng 3 là bằng con số 6. 3 ta cộng 1 là bằng 4. 1 ta cộng 1 là bằng 2. 4 ta cộng 2 là bằng 6. Chúng ta qua bài số 4. Nối thêm mẫu. 1 cộng 0 là bằng 0 cộng 1. Cái này có tính chất gọi là giao hoán. Chúng ta đảo vị trí nó thì cái kết quả nó cũng vẫn là như nhau. Chỗ này là 1 cộng 1 là bằng 2. Dưới này chúng ta tính kết quả thì chúng ta nối ha. 2 cộng 2 là bằng 4. 4 cộng 1 là bằng 5. 2 ta cộng 4 là bằng 6. 1 cộng 3 là bằng 4. 3 cộng 3 là bằng 6. 2 ta cộng 0 là bằng 2. Này là bằng 5. Rồi chúng ta bây giờ nối 2 đây, 2 đây, chúng ta nối xuống. Này 4, đây, 4 đây. Năm đây, năm đây. Đây sáu, sáu.
Chúng ta qua bài tiếp theo số 5. Tính và tô màu theo kết quả. 2 cộng 4 là bằng 6. Này là bằng 6. 1 cộng cho 3 là bằng 4. 3 cộng 2 là bằng 5. Số 4 là tô màu xanh. Số 4 đây, đây là tô màu xanh. Tiếp theo, số 5 là tô màu đỏ. Số 5 đây, màu đỏ. Rồi, số 6 là màu vàng. Số 6 là hai cái này luôn. Hai cái cánh buồm nè. À, chúng ta đã tô xong. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.